cảnh báo tốc độ giao thông nha. Tốc độ giới hạn tiếp theo 50 km/h. Cảnh báo camera phạt nguội nha. Phía trước có camera phạt nguội. Tên. Và đây là siêu phẩm camera hành trình cho ô tô đẳng cấp nhất năm 2024. Trước đây thì năm 2022 chúng đã giới thiệu cho mọi người một cái siêu phẩm camera hành trình đến từ thương hiệu Vietmap. Đó là Speedmap M1, thì nay đó là M2. Với cái phiên bản này thì nâng cấp hơn hoàn toàn so với phiên bản trước đó. Trước đây thì nó sẽ là gì ạ? Cảnh báo tốc độ hiện lên tốc độ toàn thời gian, đó là cái ưu điểm nhất của thương hiệu Vietmap. Tuy nhiên với cái phiên bản M2 này, nó nâng cấp về cái cách hiển thị tốc độ, có nghĩa là nó có thêm mô đun 4G để luôn luôn cập nhật những cái cung đường mới nhất cũng như là tốc độ mới nhất. Cái thứ hai là có thể theo dõi chiếc xe này từ xa, thông qua ở nhà chúng ta theo dõi được trên đường này, hoặc là quay cái camera sau xe này vào trong xe để theo dõi trong xe đó, và theo dõi được lộ trình của chiếc xe giúp cho chúng ta lái xe rất là an toàn. Và cũng tiếp nối cái thế hệ M1, đó là M2 cũng thiết kế rời, có nghĩa là mọi người có thể mua một cái phía trước, sau đấy thì có tiền mua thêm một cái phía sau đó. Và điều đặc biệt nữa đó là Vietmap M2 nâng cấp camera có thể cảm ứng ở trên màn để cài đặt rất là dễ dàng đó, và một cái hiển thị của cái màn hình rất là to giúp cái con số chúng ta chạy ở trên đường, đi ở đoạn đường nào chúng ta biết được tốc độ ở đoạn đường đó là bao nhiêu. Đây là một tính năng vô cùng an toàn và chúng ta cùng tìm hiểu trong ngày hôm nay. Khi mà chúng ta lái xe mà có một cái camera và có một con số rất là lớn bên cạnh này, đây là tốc độ chúng ta chạy và bên cạnh đó là gì ạ? Tốc độ giới hạn tại cung đường này, thì làm cho mình có cái cảm giác vô cùng an toàn, bởi vì là chúng ta biết được cung đường này đang cho chạy là bao nhiêu. Và cái điều đặc biệt hay của cái phiên bản Vietmap M2 đó là gì ạ? Nó có một cái mô đun 4G để theo dõi lại chiếc xe đang ở đâu, lộ trình đang ở đâu. Mình có thể xem trực tuyến từ xa để giám sát cũng như là theo dõi mọi người đi có an toàn hay là không, hoặc mà nhảy múa gì trên xe hay là không. Và có cái mô đun 4G làm cho cái quá trình là cái cập nhật tốc độ này một cách nhanh nhất, có nghĩa là khi có biển báo và dữ liệu Vietmap được cập nhật cái thì ngay lập tức sẽ cập nhật lên trên camera hành trình. Đây là cái hay hơn hoàn toàn so với tất cả các cái phiên bản camera cảnh báo giao thông của Vietmap trước đây mà chưa thể làm được. Bởi vì bây giờ đã có một cái mô đun 4G để giúp chúng ta là gì ạ? Cập nhật cũng như là luôn luôn là báo cái tình trạng của chiếc xe, cập nhật cả tốc độ, báo cả tình trạng xe ở trên xe như thế nào, online 24/24. Quá là ok luôn. Và một điều đặc biệt nữa trên cái Vietmap M2 này, mình thấy là cập nhật phiên bản hơn hẳn so với những phiên bản trước đây. Đó là được sử dụng cái lens Sony StarVis 2. Có nghĩa là trước đây chỉ có phiên bản 1 của Sony thôi, nhưng mà đây là phiên bản 2 làm cho cái camera nó nét hơn hẳn. Và như mọi người biết đến thì khi mà nó nét ấy, nó sẽ bắt được từng cái biển số một đấy, từ rất là xa, giúp chúng ta muốn gọi là ghi lại khoảnh khắc thì cái biển số nhỏ như thế nó còn ghi được, thì huống gì là những cái tình huống trên đường thì đều được ghi rất là sắc nét cả ngày này và ban đêm này, ghi trước xe này hoặc là sau xe. Thậm chí nhá, mọi người có thể quay cái camera phía sau cho vào nó quay phía trước đấy, để nó theo dõi tất cả mọi người trong xe. Có rất nhiều người muốn là quay ở trong xe để theo dõi, vì chiếc xe này chúng ta cho thuê thì chúng ta muốn là giám sát trong xe để coi như thế nào, hoặc là những anh em lái xe dịch vụ thì muốn kiểm soát những người trong xe, lỡ may họ không trả tiền này hoặc là gì đấy thì khi mà họ nhìn thấy camera thì họ sẽ sợ và họ sẽ cần phải chỉnh chu trong mọi hành động lời nói cũng như là không dám làm liều. Thì đấy là một trong những cái tính năng phải nói là vượt trội hơn hoàn toàn so với những cái thế hệ camera của Vietmap trước đây. Về camera hành trình thì nó sẽ có rất là nhiều cái phiên bản khác nhau, nhưng mà mình sẽ nói về cái lịch sử ra đời của nó. Đầu tiên, camera hành trình loại thấp nhất thì nó chỉ ghi lại hành trình thôi, có nghĩa là đi ở đâu thì nó ghi ở đấy. Loại thứ hai thì nó vừa ghi hành trình và ghi lại tốc độ chúng ta chạy trên đường, lỡ may có giao thông anh em mà có báo là bạn chạy quá tốc độ thì chúng ta sẽ đưa cái này ra để làm bằng chứng, bởi vì GPS thì nó không biết nói dối đó. Rồi cái phiên bản thứ ba đó là camera hành trình
vừa ghi lại tốc độ, lại vừa cảnh báo tốc độ như cái phiên bản này đây. Đấy. Nhưng cái phiên bản này nó có thêm một cái độ cao hơn nữa về cái gọi là mới nhất. Đó là nó còn cho phép chúng ta theo dõi chiếc xe từ xa, giúp chúng ta biết được chiếc xe đang ở đâu, lộ trình đang ở đâu, chạy những khu vực nào, và thực tế trên xe, trước xe, trong xe thì nó đang như thế nào, thì nó cho xem online trên 24/24. Đấy là cái điều khác biệt. Nó có một cái module 4G. Mình nghiên cứu cái dòng này rất là nhiều rồi. Thì cái module 4G nó tách hẳn so với cái camera, làm cho cái camera sờ lên này rất là mát, nên là độ bền chắc chắn là tuyệt đối, là vượt trội luôn. Đấy, đây là cái điều mình rất là thích. Và cái camera hành trình này nó chạy một cái hệ điều hành kiểu là Windows, không phải là chạy Android, nên là chắc chắn là nó không bị chậm, bị đơ, bị lag giống như những cái phiên bản camera hành trình mà trên thị trường có chạy bằng Android. Mình nghiên cứu nhiều nên là mình không thích camera chạy Android bởi vì nó sẽ bị đơ, bị lag. Còn nếu các bạn dùng những cái dòng này thì 5-7 năm không làm sao cả, thậm chí là chục năm không làm sao cả bởi vì nó chạy hệ điều hành Windows. Đó là cái điều mình rất là thích. Cái điều đặc biệt trên cái phiên bản Vietmap M2 này đó là module 4G được đặt rời, nên là vô cùng bền bỉ, và các cái thiết bị đấy nó hoàn toàn rời nhau, nên cái việc mà lỡ may lỗi chúng ta thay thế vô cùng dễ dàng. Và Vietmap nó là một cái công ty về công nghệ ứng dụng bản đồ, thì với cái tốc độ gần như là chính xác nhất hiện nay tại thị trường Việt Nam. Họ có 20 năm làm về ứng dụng bản đồ, nên là cái tốc độ trên đường thì quá là an toàn. Và thêm nữa thì những cái ứng dụng chúng ta theo dõi lại chiếc xe này hay là tải các cái video về, thì với một công ty công nghệ thì họ làm rất là mượt mà, xem lại rất là đơn giản. Đấy, thì mọi người nếu mà đang nghiên cứu một cái dòng camera hành trình, thứ nhất là quay nét, thứ hai là các cái ứng dụng của nó rất là tuyệt vời, như là cảnh báo tốc độ. Tốc độ giới hạn tiếp theo 50 km/h. Theo dõi lại chiếc xe hay là xem lại lộ trình thì anh em hãy nâng cấp ngay cái phiên bản Vietmap M2, thiết kế rất là đẹp đó. Và Trung Auto là một trong những đối tác chiến lược của Vietmap, trở thành những đại lý xuất sắc nhất rất là nhiều năm của Vietmap. Đội ngũ thợ lắp đặt cũng rất là nhanh và có rất là nhiều cơ sở tại Việt Nam. Nếu mọi người có nhu cầu thì hãy inbox ngay hoặc là alo ngay cho anh em Trung Auto. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video rất là nhiều. Bye bye.